Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vụ ngộ độc thực phẩm ở Nha Trang, còn 28 em bị ngộ độc đang nằm viện. Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến cuối ngày 5 tháng 4, còn 28 học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo bị ngộ độc thực phẩm, vẫn nằm theo dõi điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Nha Trang. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của các cơ sở y tế về tình hình tiếp nhận xử trí tại cơ sở đối với các ca ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hai trường học kể trên, trong ngày 5 tháng 4 có tổng cộng 37 học sinh đã được đưa đến cơ sở bệnh viện để cấp cứu, điều trị, trong đó 7 ca đã được kê đơn thuốc cho về theo dõi ngoại trú, còn 30 ca đã nhập viện, đặc biệt có một trường hợp đã tử vong ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Trong số học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã nhập viện kể trên, nhiều nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong 2-3 ca đưa đến cấp cứu có 19 ca nhập viện điều trị, còn lại Bệnh viện Tâm trí có 8 trên 9 ca đến khám và nhập viện. Nhưng trong ngày có xuất viện, hiện đang còn 6 ca. Bệnh viện Quân y 87 cũng đã tiếp nhận nhập viện cả 3 ca đến khám và vẫn còn nằm điều trị. Riêng phòng khám đa khoa Phúc Sinh có 1 trong 2 ca đến khám nhập viện, nhưng sau đó đã chuyển viện, nên hiện không còn điều trị ca nào. Như vậy, hiện nay còn hơn 20 học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi ăn sáng tại các hàng quán, từ những người bán hàng rong bên ngoài các trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, được nhà trường đưa đi cấp cứu trong ngày 5 tháng 4 vẫn đang điều trị tại 3 bệnh viện. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, nhận định về tình hình điều trị cho học sinh bị ngộ độc thực phẩm còn nằm tại các bệnh viện kể trên, tất cả các bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh tĩnh. Một số bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn. Còn đối với em nữ sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường đã tử vong, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, ngoài việc chỉ đạo xử lý vụ việc đã xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo thành phố Nha Trang cũng đã đến nhà học sinh tử vong để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em. Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý vụ việc khiến một học sinh tử vong tại trường học ở thành phố Nha Trang. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin từ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày 5 tháng 4. Ngoài một nữ sinh tử vong, một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thành phố Nha Trang có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán người bán hàng rong xung quanh trường. Đặc biệt trong thời gian từ đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên, đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có. Cùng đó, Cục cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chính quyền và các cơ quan chức năng ngành giáo dục, đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, các đối tượng cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học. Ngoài ra, nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sáng ngày 5 tháng 4, một học sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tử vong. Nhiều học sinh khác của hai trường đã được đưa đến bệnh viện vì có biểu hiện bị ngộ độc thức ăn. Theo ông Cao Đình Trung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang, vào sáng mùng 5 tháng 4, khi đi học, em học sinh đã ăn sáng ở bên ngoài. Sau khi vào lớp thì em có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm nên được nhà trường đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ngoài em học sinh trên, nhiều học sinh khác của hai trường trên địa bàn là học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Gần đây trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng liên tiếp xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm với rất nhiều người, kể cả du khách sau khi ăn cơm gà tại một quán cơm ở Nha Trang. Theo đó, có 369 người bị ngộ độc sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh tại thành phố Nha Trang. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế cho thấy các món gà xé, sốt trứng, dưa chua trong bữa ăn trưa chiều các ngày 11 và 12 tháng 3 tại quán cơm gà Trâm Anh có 3 vi khuẩn Salmonella spp, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus. Mới đây, ngày 1 tháng 4,
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có báo cáo chính thức kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà Trâm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Theo đó, cơ quan chức năng xác định quán cơm gà Trâm Anh không thực hiện kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Cơ sở không thực hiện việc lưu mẫu thức ăn nên đoàn kiểm tra không lấy mẫu được từng món ăn riêng biệt của bữa ăn, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Mẫu cơm gà còn lại của bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm cung cấp để đoàn kiểm tra gửi mẫu xét nghiệm cho thấy các món ăn được để chung trong hộp cơm gà. Kết quả phân tích tỷ lệ tấn công các món ăn trong bữa ăn, nguyên nhân vụ ngộ độc tương đối bằng nhau. Do đó, cơ quan chức năng không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể là món ăn nào là nguyên nhân. Chỉ có thể nhận định nguyên nhân là cơm gà gồm cơm, gà xé, gà nướng, mắm, sốt trứng, rau, dưa chua, hành phi, súp canh. Quý 1, cả nước có 16 vụ ngộ độc thực phẩm. Mới đây nhất, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính chung quý 1 năm 2024, trên toàn quốc đã xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023, làm 659 người bị ngộ độc, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 3 người tử vong. Nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Động thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản, ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ. Một nguyên nhân khác đó là quá trình chế biến, bảo quản nguyên liệu thực phẩm chưa đúng cách, cùng với ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chưa nghiêm. Theo đó, để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Trong đó, cần chú ý ngộ độc do nấm độc vào mùa xuân hè, ngộ độc do các loại động thực vật có chứa độc tố tự nhiên, nhất là các tỉnh, thành phố, khu vực miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Cùng với đó, chú ý ngộ độc do các loại thủy, hải sản có chứa độc tố tự nhiên như cá nóc, so biển, ốc biển lạ, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị ngành y tế và cơ quan chức năng các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình. Chú ý các biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ, đông người trên địa bàn quản lý. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp. Đồng thời, lực lượng chức năng cần công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.